Nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng ngày 17 tháng 5, đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy, đã đến dự và trao huy hiệu đảng đợt 19 tháng 5 cho các đảng viên sinh hoạt tại Đảng Bộ Thị trấn Phố Giàng và Đảng Bộ xã Vĩnh Yên, huyện Bảo Yên. Trong đợt này, Đảng Bộ Thị trấn Phố Giàng có 17 đảng viên được nhận huy hiệu đảng, trong đó có 3 đảng viên nhận huy hiệu 60 năm tuổi đảng, 5 đảng viên nhận huy hiệu 55 năm tuổi đảng, 9 đảng viên nhận huy hiệu 30 đến 45 năm tuổi đảng. Đảng bộ xã Vĩnh Yên có 2 đảng viên nhận huy hiệu 60 năm tuổi đảng. Phát biểu tại lễ trao huy hiệu đảng, đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Dương Đức Huy chúc mừng và bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp của các đồng chí đảng viên trong sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc đồng thời mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng nêu cao tinh thần gương mẫu để thế hệ trẻ noi theo phát huy trách nhiệm đóng góp sức lực trí tuệ xây dựng tri bộ đảng bộ trong sạch vững mạnh xây dựng quê hương đất nước ngày một giàu mạnh đồng chí cũng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương cần tiếp tục quan tâm chăm lo tới công tác xây dựng đảng và các đảng viên cao tuổi